Quay lại nha, rồi trận chung kết không có giới hạn thời gian. Mọi người có thể cởi quần áo em ơi, người ta kêu là học sinh không nên về muộn em ơi, nhất là em ở nhà xa nữa. Anh thức khuya làm bài. Này để qua đây nha, này để đây nha. Ai là người chống sức khỏe con cặp nhỏ quan trọng lắm. Ba chân cờ xây dựng nhà đúng rồi em. Nó học được này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bồi đồng già xì heo. Má, nó gọi ông heo nhanh ta. Ai đá hai được con heo. Em đếm 1 2 mà. Thôi rồi. Đá 1 2 được con heo. Xì heo rồi xì heo. Em đừng có đếm như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 5. Rồi vô. Đếm 1 đôi, 2 đôi. Đổi xí ngầu đi các bạn, thằng đổ 2 cục, thằng đổ 1 cục nha. Anh dùng 2 cục to, 2 cục nhỏ. Xong, thằng đổ ra 6, thằng đổ ra 5. Đúng mà, 1 cục to bằng 2 cục nhỏ. Mày đúng rồi má, cục mày to là cục 2 cục nhỏ. Thôi đổ 2 cục nhỏ là số mấy ơi. Trời ơi. Ôi ơi, ơi. Một em. Rồi, please don't give me hope. 4. No, no. 5. Đi cô mẹ, cay quá. Ông có đi sau. Đi sau, nhưng em đi trước. Thì anh nói gì đâu, có đi sau mà. Ai cũng phải có gì đâu. Anh đi chờ, bạn nào đi trước cho mượn em. Bắt tay làm gì kiểu cái gì mà cuối trận chả đánh nhau đi trước đi cái nè cuối trận đánh nhau ở đầu để chén mày em có gì anh chạy nhất là anh có hai tay tay cho mày về Bà Rịa luôn bây giờ nghe chưa anh quay thoải mái đi em đâu không cản đâu nghe cho em anh chưa nhìn em đâu mà tin được trọng tài đó tin cái lò chết đi anh đánh đá để em này luôn bắt hoài người bắt hoài tao nữa tao cầm cây để chặt hai tay nói nha chúng nó đang đánh giữa chừng cái keo này hơi lạ nha nó có spell mà nó kẹt lại đó để anh xem có mất siêu không chết mẹ đâu có mất siêu mà đấy à sai sai một tổ mất tự nhiên mất mình keo đéo có mất siêu quay đi em rồi quy nãy mà cười tự nhiên sai điện cấm keo sai cho nó sai luôn. Thôi đúng rồi. Quay đi em anh ngồi đếm xuống không tờ. Chơi đi mấy đứa. Chơi quá. Chơi vô đi. Hỏi em là kết không? Tin người mà lời. Không có tin rồi. Nói xạo rồi là anh vua đi. Yếu tinh thần thể thao. Tao thấy quá đình có được cái gì, tao cũng có nói. Ok bye. Ok bye. Không biết được thế nào sao chứ. Rồi mời chú chồng. Theo policy. Theo policy. Theo policy. Không tin, không có lịch được quyền của xã tay rồi. Ai biết lỗ còn đội con sao. Nó biến con này thành con màu khác hơn xíu. Nhưng mà cố hơn xíu sao. Mở quá. Mở kém đi. Đang lại chị bọn chém bằng hai thôi. Suy nghĩ. Khi vô rồi. Cười lên. Sao biết sau á, sai. Nó có gì cả luôn. Rồi. Rồi đợi Infinite cho em. Nhảy thanh nó xong rồi đó Infinite. Ông là họ xem không? Lấy lát cùng tay nghiệp mình thì mình đi chạm Infinite. Thả bánh hết. Má xúc bộ cái kia về rồi do tay dính chính cái này. Bắt con kinh trước. Xích chen, mày kinh trước, mày kinh sau. Xếp xuống bộ. Hồng Zero đúng không? Hãy subscribe.
cây khác. Sai. Cái lông được cắt nha. Được cắt chứ mày phải cắt lại. Ờ đúng rồi, em cắt đi em. Cho mày xem nhiều quá. Mày đi coi phải cả hai thằng tao lấy giải vậy. Thật lý á, tao mày chia. Hả? Phát xong việc lần vậy. Chắc mày. Chắc mày. Đây là mọi đàn áo. Đây chỉ có cộng đắc duyên là yếu xìu thôi. Giá tổng thằng, đúng thằng. Lột quá sao mày lên trễ vậy. Chết mẹ nó chị tay. À xuân, nó nhầm. Mạng là, mạng là cái nhà nó bò. Chạy đi anh, chạy đi anh, xuân giờ được đấy. Không, anh xuân được con mang đất trôn. Kích lục. Cái gì vậy? Quá cái gì cũng biết đều rồi, nếu không biết. Disrespect phải liền, nói chữ rồi. Chắc giờ nếu có ổn được á, ổn nói gì luôn. Xếp chèm né một hai. Chắc có chèm thì né. Si nè, ở bên xuân nè. Càng này hơi mặt rồi. Đó. Không, em có Infinite rồi, sao mấy cái gì? À, em có Infinite rồi. Rồi, em kẹt đi nữa nha. Nhảy ra thành nó rồi lên tận 2 cái Infinite. Quá buồn quá. Thế này sao đánh với nó đi. Nhảy một ba lót rồi hai thanh ót. Cứ nghĩ người ta sẽ không biết đâu. 8 hay 9 gì đó. Kim Spree cho tiền lý. 10 rồi em. Maxi cho lên nhiều quá. Thằng tổng cộng nằm 6 8 mới 8 à. Rồi 9 10 3 5 7 8 9 10. Ừ, má đá cầm đồng. Nè, chính bẻ. Má bị đếm gì vậy, cắt cỏ ha. Má em đi bẻ. Má bị lộ dính hộp của nó. Má là cắt cỏ đi luôn luôn. Quay hết cây lưng xong cắt cỏ ra tại sao đây không? Dùng tất cả mọi thứ để con Spring King sẽ bỏ để nhảy. Em biết nói gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thôi lo đi em. Hai ba bốn luôn, chín luôn, đỉnh ghê luôn đó em. Không thì em xin năm, xin đấy, làm gì không em? Ý mẹ nhà mày sửa mới vô chỗ đấy, nó chụp cái tiếp cho đáp là phải pen luôn kẹt kẹt như mình cho kẹt như mình cho thì choi đúng không? Chú này nhà mà chú còn muốn mấy nữa.
ơi, cố lên Thi ơi, vì đội tuyển Việt Nam. Cũng mời xúc nó lẹ đi. Những cái thầy là... nó bị học sử. Đúng, phải cho nó đi học sử. Đúng rồi, đây còn bao nhiêu người phải đi coi. Coi banh mày, không chúng ta không coi bóng. Coi banh. Nó nói gì đâu, trong thằng tâm nó muốn coi đá bồ. Nè, muốn coi không? Chủ nhật rồi, người ta đóng cửa sớm.
đừng về nhanh, đừng kịp nữa anh biết cảnh nó cống từ 8 giờ rồi anh ơi. Có đéo đâu mà ta bình thường. Em ơi, mời giờ mới 7 giờ 20 em đi. Mới 7 giờ 20 rồi, 8 giờ mới đâu. Không, nhưng mà anh quen bác sĩ mà anh bán. Im lặng đi để đánh đi. Tụi bay đã được khám lần nào chưa? Ở đây chỉ có tao mới được nói thôi. Tao mới vào vòng cấp thứ nhất rồi. Đi khám cứu. Anh vào vòng cấp thứ nhất lần. Ủa giờ em muốn hỏi anh gì? Mày hả? Để xe. Tại lâu nay em tưởng không vô phòng cấp cứu là tao cũng bị. Má tao vô cái phòng cấp cứu biết bao nhiêu lần nữa. Bác sĩ im bồn. Bỏ vậy anh. Thằng bác sĩ im bồn. Tao vô tường cấp 3 rồi mày. Cái gì? Ủa tự lấy đi chứ mà đủ miếng. Trời ơi, tao làm cái lừa biết mà. Đó. Cái này là tâm lý chiến này. Đi trước bự hen. Đây là hen của bạn đi trước. Oh no. Đây là hen của bạn đi sau. Oh no. Ê, bạn tao thấy cái gì ở xe trai ta. Bạn nào cũng oh no hết. Oh no. Tân em cái công tân này được không? Có tân đầu ấy mà. Đã đánh em lỡ em bên em mình công cuốn đó sao? Chỉ có lực mới là tân đầu quánh chết người ta thôi à. Cùng với mấy sò hay chụp kinh đánh xe đi được rồi. Bốn người ta đánh người ta thoải mái luôn. Cũng thấy biết được còn đồng ý góp tay luôn à. Ôi con xin mời. Xin mời con xài nắp rồi đó. Xin tránh học ném phân tích tốt mới làm được cái du xuống mình không được go họ có quyền xếp em tôi thông cảm chắc thân sao không chết đâu cảm hai keo xếp tay em cắm hai keo mày ra ba con thủ em tình mát cắm hai keo xếp ba nó vào một còn mới hỏi con bên không chọn ra luôn. Nghe game anh nhỉ?
dễ lẻ lắm, thấy là làm liền. Anh biết là được rồi. Anh cứ nói trước đi. Cái vụ chăm nó vớ vẩn đó là chỉ có TCG không, vụ đó thấy chim lớn cực kỳ nhiều không, rồi chơi tiếp đi em. Okay.
chén rượu rót chén Oh.